Alo alo, số 3 Tokyo thủ đô của Iraq. Xin chào các bạn, mình đã quay trở lại với các bạn ở clip thứ hai. Thực ra những clip mà mình chia sẻ như thế này ấy, rất là hữu ích cho các bạn. Thì tiếp theo thì mình muốn nói với các bạn về một số thủ thuật YouTube, làm sao để bài tối ưu hóa này, làm sao để bài đăng của bạn mà được kiếm được nhiều lượt view và đứng trên những cái đối thủ khác nếu mà cùng tiêu đề. Ví dụ như bạn làm hướng dẫn SEO này, người khác cũng có chủ đề hướng dẫn SEO nhưng bài của người ta lại được đứng xếp hạng đứng trên bạn và lại được rất là nhiều lượt view. Thì cái thứ nhất là mình phải có cái chất lượng. Đầu tiên là mình phải là hướng dẫn SEO thì mình phải hướng dẫn cụ thể, đúng không? Hướng dẫn cụ thể phải chia sẻ hết mình, như mình đang nói chuyện với các bạn là mình phải chia sẻ hết mình, chứ không nên là hướng dẫn mập mờ rồi là bảo liên hệ với tôi rồi là trả cho tôi bao nhiêu tiền thì tôi sẽ hướng dẫn. Thì những clip đấy đa số là người ta xem đến giây thứ 30 người ta sẽ tắt đi và xem clip khác. Cái thứ hai ấy, thì mình lên là tối ưu hóa cái tiêu đề này, thẻ mô tả này, rồi là tag này, từ khóa này đấy. Cái thứ ba nữa là mình cần phải có một cái video chất lượng ít nhất là 5 phút trở lên, còn nhiều hơn thì dưới 15 phút đổ lại. Thì những cái video đó, và cái thứ hai là khi mà mình hướng dẫn hay làm bất cứ một cái gì ấy thì cái video của mình phải để ở chế độ HD thì nó luôn được YouTube ưu tiên. Cái thứ ba là các bạn truy cập vào một số website hỗ trợ trao đổi like, subscribe. Tại vì sao mình lại bảo các bạn như vậy? Tại vì khi mà các bạn có cái lượt like này, lượt subscribe, là lượt theo dõi nhiều ấy, thì cái video của bạn sẽ được ưu tiên hơn video của người khác. Ví dụ một cái bạn có 2.000 lượt theo dõi, 2.000 lượt subscribe mà một người kia cũng chỉ có khoảng tầm chục người theo dõi thôi, thì chắc chắn là cái video của bạn sẽ đứng trên người ta rồi. Thì các cụ vẫn thường có câu là có công mài sắt thì có ngày thành dao găm. Đó là các bạn cố làm sao để cho mình tạo ra những cái video thật là chất lượng, thật là uy tín, thật là đẹp, thật là chuẩn. Như vậy thì các bạn sẽ kiếm được nhiều lượt view hơn. Chứ mình không nên là làm tràn lan video ra, mình làm không đâu vào đâu cả, làm tràn lan ra như vậy là rất là phí và rất là tốn thời gian. Và làm cái gì thì cũng cần phải có kiên trì. Hôm nay mình chỉ chia sẻ với các bạn đến đây thôi. Còn video clip tiếp theo mình sẽ chia sẻ thêm những gì về YouTube mà mình biết. Cảm ơn các bạn đã xem video của mình. Chúc các bạn một ngày vui vẻ.